Ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 khóa 9, chủ đề thí nghiệm hóa học. Dạng thứ nhất, nêu hiện tượng thí nghiệm, nhận xét, viết phương trình hóa học. Dạng thứ hai, nhận biết dung dịch. Để thực hiện dạng bài tập nêu hiện tượng thí nghiệm, nhận xét, viết phương trình hóa học thì các em cần hiểu, nêu hiện tượng là nêu những gì quan sát được về sự thay đổi màu sắc và trạng thái của chất. Nhận xét là từ hiện tượng trên nêu phản ứng đã xảy ra, nói rõ chất phản ứng và sản phẩm tạo thành. Sau đó, viết phương trình hóa học minh họa cho phản ứng ở thí nghiệm. Ví dụ, bài tập nêu hiện tượng, nhận xét, viết phương trình hóa học xảy ra nếu có khi thực hiện các thí nghiệm sau. Chúng ta có 4 thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất, giữa bột đồng hai oxit và axit chlorhydrid. Thí nghiệm thứ hai, giữa dung dịch axit sulfuric loãng và đồng hai hydroxit. Thí nghiệm 3 là sắt 3 oxit và dung dịch axit chlorhydrid. Thí nghiệm thứ tư là đốt nóng đồng hai hydroxit. Đồng oxit tác dụng với axit chlorhydrid. Lấy vào ống nghiệm một ít đồng hai oxit. Sẽ có hiện tượng gì xảy ra khi ta cho thêm tiếp vào ống nghiệm vài ml dung dịch axit chlorhydric? Hãy giải thích hiện tượng quan sát được và viết phương trình phản ứng. Sau khi quan sát xong thí nghiệm, chúng ta thấy bột CuO màu đen bị hòa tan tạo thành dung dịch màu xanh. Như vậy, đồng hai oxit nó đã tác dụng với dung dịch axit tạo thành dung dịch muối đồng hai có màu xanh. Axit sulfuric tác dụng với đồng hai hydroxit. Cho vào ống nghiệm một ít dung dịch đồng hai sunfat. Thêm tiếp dung dịch natri hydroxit loãng. Ta thu được kết tủa đồng hai hydroxit màu xanh lam. Sẽ có hiện tượng gì xảy ra khi cho thêm vào ống nghiệm từng giọt dung dịch axit sulfuric loãng? Giải thích và viết phương trình phản ứng. Do phòng thí nghiệm không có sẵn đồng hai hydroxit, người ta điều chế đồng hai hydroxit bằng cách cho dung dịch đồng hai sunfat tác dụng với dung dịch natri hydroxit. Khi đó sẽ xảy ra phản ứng như sau. Trở về thí nghiệm chính, khi cho 1 đến 2 ml dung dịch axit sulfuric vào ống nghiệm chứa đồng 2 hydroxit, lắc nhẹ, chúng ta thấy đồng 2 hydroxit bị hòa tan tạo thành dung dịch màu xanh. Nhận xét, đồng 2 hydroxit đã tác dụng với dung dịch axit tạo thành dung dịch muối đồng 2 có màu xanh. Axit chlorhydric tác dụng với sắt 3 oxit. Cho vào ống nghiệm một ít bột sắt 3 oxit màu đỏ nâu.
Thêm tiếp vài ml dung dịch axit clohyric loãng. Lắc mạnh ống nghiệm. Hiện tượng gì đã xảy ra? Giải thích, viết phương trình phản ứng. Ở thí nghiệm 3 này, chúng ta thấy khi cho dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa một ít sắt 3 oxit thì sắt 3 oxit bị hòa tan và tạo thành dung dịch màu vàng nâu. Như vậy, sắt 3 oxit đã tác dụng với dung dịch axit để tạo thành dung dịch muối sắt 3 có màu vàng nâu. Nhiệt phân đồng 2 hydroxit. Hơi nóng đều ống nghiệm. Rồi đun tập trung tại vị trí có chứa đồng 2 hydroxit màu xanh. Chú ý quan sát thành ống nghiệm. Hiện tượng gì đã xảy ra trong ống nghiệm? Giải thích và viết phương trình phản ứng. Khi đốt nóng một ít đồng 2 hydroxit trên ngọn lửa đèn cồn, chúng ta thấy đồng 2 hydroxit chuyển thành chất rắn màu đen và có hơi nước. Nhận xét, đồng 2 hydroxit bị nhiệt phân hủy, tạo thành CuO là đồng 2 oxit màu đen và nước. Khí carbonic làm đục nước vôi trong. Cho hai ống dẫn khí vào hai ống nghiệm, một ống chứa nước và một ống chứa nước vôi trong. Dùng miệng thổi khí đồng thời vào hai ống nghiệm. Một lúc sau, ta thấy dung dịch trong ống đựng nước vôi trong bị vẩn đục, chứng tỏ khí carbonic trong hơi thở ra đã tác dụng với nước vôi trong, tạo kết tủa canxi carbonat màu trắng. Đồng với axit sulfuric loãng và đặc. Lấy hai ống nghiệm sạch, lần lượt cho vào từng ống nghiệm riêng biệt 2 đến 3 ml dung dịch axit sulfuric loãng, axit sulfuric đặc. Cho vào mỗi ống nghiệm một sợi dây đồng. Đun
đun nóng đều cả hai ống nghiệm. Ống nghiệm đựng dung dịch axit sulfuric loãng chỉ sôi, không có phản ứng xảy ra. Ống nghiệm đựng axit sulfuric đặc có phản ứng xảy ra. Có khí không màu, mùi sốc bay ra. Đó là lưu huỳnh dioxit. Thử khí bay ra bằng giấy quỳ ẩm. Thấy giấy quỳ chuyển sang màu đỏ. Dung dịch thu được có màu hơi xanh. Axit sulfuric đặc tác dụng với đường. Rót vào cốc chứa đường khoảng 10 đến 15 ml dung dịch axit sulfuric đặc. Sau một vài phút, ta thấy hiện tượng đường bị hóa than. Cột than bị đẩy dần lên, đồng thời có khói trắng bay ra và trên bề mặt than có sủi bọt khí. Có hiện tượng này là do axit sulfuric đặc hút nước của đường chuyển nó thành than. Một phần than đã phản ứng với axit sulfuric đặc sinh ra khí sulfur và khí carbonic. Các bọt khí này thoát ra từ trong lòng chất rắn, vì vậy làm cho khối chất rắn trở nên xốp, dẫn đến tăng thể tích. Dạng 2, nhận biết dung dịch. Hướng dẫn. Để làm bài tập nhận biết dung dịch thì đầu tiên chúng ta cần lấy mẫu, sau đó cho thuốc thử vào từng mẫu, từ đó nêu lên hiện tượng và kết luận được chất. Cuối cùng viết phương trình hóa học nếu có. Bài tập có 3 loại mất nhãn chứa riêng biệt các dung dịch axit chlorhydrid, axit sulfuric loãng, natri sunfat. Trình bày thí nghiệm hóa học nhận biết các dung dịch trên. Nhận biết 3 dung dịch axit sulfuric, axit chlorhydric và natri sunfat. Nhỏ lần lượt 3 dung dịch đã được đánh số thứ tự tùy ý vào 3 mẫu giấy quy tím. Quan sát hiện tượng và rút ra nhận xét. Dùng dung dịch bari clorua thử với dung dịch trong hai lọ có hiện tượng làm đổi màu quỳ tím như nhau. Quan sát hiện tượng và rút ra kết luận lọ nào đựng hóa chất gì.
chúng ta trình bày lại thí nghiệm nhận biết các dung dịch trên. Đầu tiên, lấy mẫu, cho giấy quỳ tím vào từng mẫu. Giấy quỳ tím hóa đỏ là axit HCl và H2SO4, không hiện tượng là Na2SO4. Sau đó cho dung dịch BaCl2 vào hai mẫu còn lại. Thấy xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4, còn không hiện tượng là HCl. Viết phương trình hóa học giữa BaCl2 và H2SO4. Như vậy, chúng ta vừa ôn tập xong chủ đề thí nghiệm hóa học. Chúc các em học tập tốt!